Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Stone Block. Ngày hôm nay là video đầu tiên của năm 2019. Vỗ tay. Và sau kỳ nghỉ Tết Tây rất là dài, cũng phải cỡ 3-4 ngày gì đó luôn á, thì các bạn có đi đâu chơi hay không? Rồi nói chung trong thời gian vừa rồi đó, mình bận phải lo với công việc dọn dẹp, lau dọn, quét dọn, sơn phết nhà cửa lại để chuẩn bị cho Tết Ta. Ngộ ghê á, nghỉ Tết Tây chuẩn bị cho Tết Ta ha. Tại vì chúng ta cũng gần tới Tết Ta rồi. Thì cái kỳ nghỉ vừa rồi giống như là một cái bước đệm để chúng ta chuẩn bị cho Tết Ta đó. Chuẩn bị nha mọi người. Và hy vọng là Tết Ta tôi vẫn xuất hiện chứ không có lặn mất tiêu như lần này nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ngó ở đây một chút xíu. Những cái chết lần trước mình gắn lên đã biến mất rồi. Nó không còn là cái chết mà chúng ta yêu thích. Nó không phải là cái hộp quà như hồi trước nữa. Cho nên chúng ta phải tháo thôi. Bây giờ để mình lấy cây shear coi. Có cây shear không? Cây shear. Chắc mất tiêu rồi. Vô trong. Cho tôi lấy. Không lấy được. Thôi kệ bỏ đi. Không sao hết trơn hết á. Và để giải quyết cái tình trạng khó chịu đó, chúng ta có thể làm một cái dislocator. Hãy coi thử. Dislocator. Đây là công thức của nó. Đây là Rockonic Evolution nha. Và mình đã có thể làm được những thứ này rồi nè. Và nó sẽ cần cái gì? Nó cần cái này. Vậy là chúng ta sẽ cần có Blaze Powder. 1, 2. 1, 2. Bỏ trên chứ mới đúng. Bỏ dưới làm gì được. Nói gì nữa? Cần có Ender Pearl Blaze Powder. 4 cái. Cái này chúng ta có thể làm được 4 cái. Không đủ, không đủ. Phải 1 cái nữa mới đủ. Nó đây. Cái nữa. Và đây là Awakened Raconium Nugget. Và Raconium Nugget. Chuyển nó thành mấy cái ingot thôi. Và được 7 cái. 7 cái. Và bỏ vô. Bỏ vô. Qua bên kia lấy Ender Pearl. Ender Pearl đây. Quá chừng luôn. Thật là sung sướng. Bang. Đủ chưa? À, chúng ta sẽ cần phải nghiền thành bột mấy cái món ở bên này một cái. Ta sẽ cần có 4 cái. 4 cái rồi hơi thiếu rồi đó. 8 cái lận. Nghĩa là thiếu. Mà thiếu thì lấy thêm thôi. Dễ mà. Nó không có để công thức này ở ngoài để cho mình dễ bấm. Mà nó chơi công thức nó xa quá à. Chúng ta lấy cái Pulverizer. Đây là Pulverizer Basic. Basic thôi. Bỏ vô 2 cái. Chạy tốc độ cũng vừa phải. 2 cái hay 4 cái? 4 cái chứ. 4 cái ha. Và sẵn làm luôn cái thứ 5 đi. Mình sẽ làm thêm cái tablet để chúng ta có thể lên mạng chơi đọc báo hay không phải, để chúng ta có thể coi được thông tin của Raconium, Raconic Evolution. Nó là Raconium Ingot. Và ta sẽ có được Raconium Dust. Tuyệt vời. Giờ làm trước cái này đi ha. Và ta cần có Stone. Stone ta có sẵn luôn. Và giờ làm cái này cái coi. Đây là cái tablet để mình có thể đọc báo hay không. Cái đọc báo hoài vậy. Tablet này không có chức năng đọc báo. Mà tablet này sẽ có những cái thông tin của Raconic Evolution. Tại vì nó nói hồi nó cứ Raconium rồi Raconic. Và tất nhiên là ta sẽ nâng cấp lên em này. Chúng ta sẽ cần Iron. Lấy. Cần có Redstone. Lấy. Rồi bấm thôi. Pan. Cái này không xài điện. Và Pan. Nâng cấp. Kích hoạt tắt. Làm ghê chưa? Nâng cấp kích hoạt tắt mở như đúng rồi đó. Mà đúng thiệt. Vậy thôi. Cất vô, cất vô. Cất vô đây. Và để ngó thử cái. Làm giật cả mình. Vừa bấm phải chuột một cái. Nó đứng hình chút xíu. Tưởng cái tablet thì nó có vấn đề. Mở lên có chuyện gì xảy ra chứ. Và lần này chúng ta có Mob Soul và Stabilize Spawner.
Đây là hai thứ mới cập nhật nè. Hồi phiên bản 1.7 thì nó có cái này. Lần trước chúng ta chơi Sky Factory là 1.10 đúng không? Sky Factory 3 1.10.2 thì không có cái món này. Bây giờ có. Good good. Cái đó cũng quan trọng lắm đó. Và mình sẽ cất những cái chat vào trong đây. Ta có thể sử dụng cây này. Có con Enderman. Nhiều khi đang đứng cái nó đánh mình chết bực mình lắm. À và cái mắc nét này làm sao bằng cái này được. Cái này hàng xịn lắm. Không có cần phải năng lượng, năng liếc gì hết trơn đó. Sướng không? Sướng. Tội gì mà phải năng lượng cho nó cực khổ cái thân này làm gì. Ai đẩy tôi vậy? Rồi muốn gì hả? Nó tính ám toán mình kìa. Nó mà định ám toán mình là nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đó chính là chúng ta sẽ không làm gì hết. Ghê lắm. Rồi và công việc tiếp tục trong ngày hôm nay là mình muốn, nếu có thể thì mình sẽ phải hoàn thành cái tầng này trước. Chứ để tình hình này lâu quá rồi, bà con á hả, chắc cũng đang rất là sốt ruột. Xây cái gì mà lâu quá vậy, xây gì cả năm chưa xong luôn. Năm ngoái thấy mới bắt đầu xây mà năm nay còn chưa xong nữa, ghê thiệt luôn á. Xây 2 năm trời luôn. Giờ chúng ta phải cố gắng trong vòng vài ngày nữa xong. Chứ để xây 2 năm mà không xong luôn, thật là kinh khủng. Ở đây thì có cách gì thắp sáng không ta? Ờ à, khoan. Trước khi chúng ta tiếp tục công việc này á, thì để mình ngó một cái. Chúng ta cần một cây Magnum Torch. Nó kêu là cây gì ta? Nó kêu là cây gì? Mega Torch. Hồi công thức này đơn giản. Nó rất là đơn giản luôn. Chuyển mấy cái kho sành này lại. Rồi sau đó chúng ta bấm công thức của cái khối vàng này lên. Đặt cây Magnum Torch vô. Chắc là phải đặt ở trong kia rồi. Ở chính giữa cái khu vực đó luôn á. Cần có diamond. Lock có sẵn. Đủ chưa? Quang. Làm 7 cây luôn đi. Đã lỡ vô đây rồi. Làm còn tiết kiệm làm gì đúng không? Đi ra ngoài kia. À, mình sẽ cần có cây shear ha. Cây shear để chúng ta cắt lá. Giờ shear. Có cây shear nào xịn hơn nữa không? Shear làm bằng gì? Đủ thứ hết trơn hết đó. Có cây nào mà xài lại được không? Chắc là không có rồi đó. Giờ này chơi cây xài lại là phải chuẩn bị nhiều thứ khác nữa. Cho nên thôi đây. Giờ đơn giản thôi ha. Tại sao lại phải cắt lá? Bởi vì có con heo đang đứng đây. Và ta sẽ đi vô trong này nè. Ta chặt cái này ra. Chặt cái này ra. Đập này ra. Vẫn chưa gãy. Còn bao nhiêu? 4 lần sử dụng nữa. Ghê thật. Và cắm xuống một cái. Đó. Vậy là đẹp luôn. Không còn quái xuất hiện. Trong những thời gian mà mình dọn cái khu này nè. Nhiều khi á hả. Đang đập ra chỗ bên kia tối. Bên đó tối. Mình đi lấy nước uống. Quay lại. Một là zombie. Hai là creeper nổ bùm bánh xác. Khổ lắm. Giờ chúng ta có thể an tâm rồi đó. Giờ để mình dọn cái phần sàn này với cái bức tường bên này trước đi rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mình vừa đập ra được một góc bên đây của cái khu vực hồi nãy. Và mình thấy là nó bị tối rồi đó. Nhưng mà chắc chắn không có quái. Cây Mega Torch ở ngoài kia đã ngăn cản tụi quái xuất hiện. Con Enderman đó có sẵn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải có khả năng nhìn vào trong bóng tối. Cho nên chúng ta qua đây để chế tạo một thứ mang tên là Vision Helmet. Nó là một cái nón của Cyclic. Cyclic có nhiều thứ đồ chơi lắm. Đã lắm. Và mình sẽ làm nó thử coi sao ha. Một cái. Lấy xuống. Tháo ra. Gắn lên. Sáng hơn chưa? Có rồi. Bấm phải chuột để tắt. Phải chuột để mở. Night Vision. Tuyệt vời. Có mức độ bền hay không? Xài rồi biết ha. Giờ chúng ta cứ tiếp tục công việc thôi. Lúc này là không còn sợ màn đêm âm u nữa. Không có gì có thể cản trở chúng ta được nữa rồi. Và nó có cho áo giáp nhiều không vậy? 2 armor. Này là 2 armor cộng 1 toughness. Cũng tốt. Chứ không tới nổi. Và ta sẽ cất những thứ không cần thiết vô đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc đào bới này một cái đã. Chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ những bức tường và những cái sàn.
Bây giờ là thời điểm để mình chuẩn bị những cái cục lock up court để chúng ta lót sàn. Lần này chơi là một cái căn cứ màu trắng toát luôn, cho nó dễ nhìn, không có chơi màu mè hay là cái gì khác hết á. Này là trắng tinh khôi luôn nha. Và ta hãy bắt đầu chọn, coi thử coi lót sàn là chơi cái gì được. Mình đang sử dụng Strodon cho cái phần sàn ở bên ngoài này. Ta sẽ cần phải có một cái sự khác biệt. Nếu mà chúng ta xài giống nhau hết thì nó còn gì để nói đâu. Và nó phải nhẹ thôi, chứ nó không được quá nặng. Ví dụ như cái khách này là sao ạ? Cái này nó lại chia ra thành từng cục. Mình muốn nó có connected texture, nghĩa là nó sẽ phải chung một đống. Đan chẳng hạn. Đó, cái đan này cũng hay. Tại vì nó là connected texture. Và cái màu của cái code này nó, các bạn có thể thấy được nó có cái gợn sóng nè. Giờ để xây mớ ra coi. Ồ, nhìn khác liền. Khu vực này sẽ sáng lên rất là dữ dội. Và chúng ta hãy sử dụng cây Diamond One, cái chơi coi. One up liền. Chỉ cần một chút sai lầm là nó như vậy đó. Ghê chưa? Căn cứ trắng bóc luôn. Tường cũng trắng bóc luôn. Còn cái trần tính sao nha. Tại cái trần này nếu mà chúng ta đập bằng tay ra chắc phê lắm. Cho nên mình quyết định là sẽ để lại. Cái nào đập bằng tay được thì đập. Còn cái nào không thì thôi. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải có một cái sàn như thế này. Nó cũng không quá nổi. Và nó cũng có cái đường viền nữa các bạn. Cái này nó có cái đường viền. Sở dĩ mà thích cái connected texture á, là bởi vì bên trong này nó không có đường viền. Nó kết nối với nhau hết. Bên ngoài nó có đường viền. Giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái gì đó tự động hóa làm những cái block up court. Thì mình nghĩ rằng ta sẽ cần phải có, để lấy cái coin. Đây là một cái compacting draw. Nó sẽ cần phải có công thức của hai cái piston. Rồi cái draw. Cái draw cần có hai cái chest. Đây là chest. Mở lên, bấm, bang, bang. Làm hơi nhiều. Không sao. Đây là compacting draw. Giờ mình sẽ để nó ở ngay tại đây. Và mình sẽ thắp sáng bên này lên. Tránh tình trạng quái xuất hiện thôi. Chúng ta sẽ cần có hai em này ra đây. Bật vô. Phải vậy chứ. Vậy mới được. Và nó hơi chậm chút xíu, nhưng mà trong lúc mình làm chuyện khác thì nó sẽ nhanh. Còn nếu mà chúng ta không muốn như vậy thì chúng ta có thể chế tạo bằng tay, nhưng mà chế tạo bằng tay thì mất thời gian thôi. Thì hạn chế được cái gì thì hạn chế thôi, không cần thiết. Giờ để mình bỏ những thứ này vô trỏng ha. Và chúng ta sẽ cất cái này vô, cất cái này vô. Và cất cái này vô luôn. Cây shear cho vô trỏng. Ủa cái này hả? Cái này chắc chụp được rồi đó. Tại vì cũng không cần thiết lắm. Và nó sẽ bắt đầu chế tạo block up court. Có cách nào nhanh hơn nữa không? Người ta có translocator không? Translocator. Liquid translocator. Item translocator. Tuyệt vời. Chơi cái này đi. Lâu lắm mới gặp lại cái bản mod translocator này. Không biết là mọi người còn nhớ nó hay không. Thì translocator là một thứ rất là thú vị. Ta sẽ bấm công thức của item translocator. Còn thiếu đá, cuội và vàng. Vàng đâu? Vàng đây. Bấm công thức của piston. Ủa, còn thiếu gỗ. Chưa lấy gỗ ta. Lấy gỗ. Và pen. Ender pearl pen. Nó sẽ cần phải có hai cái trước đi ha. Và pen. Hai cái item translocator. Chúng ta sẽ gắn ở đây và ở đây. Thì mình sẽ cho close stone vào trong. Ở trong cái mặt này nè, chúng ta nhìn vô trong cái mặt này nè, đã gắn vô trỏng một cái, nó sẽ chuyển một stack luôn, dữ lắm. Rồi giờ từ đây chuyển qua đây đúng không? Thì bấm vào cái cục nó đang nhô lên này nè, đó, nó sẽ chạy qua với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Tưởng nó biến mất chứ. Chúng ta bước qua đây thì cái màu nó tối xuống, nhìn tưởng nó biến mất. Và mình có thể lấy ra. Lấy xong rồi hết chỗ để luôn. Ghê thiệt.
và nó đang hút đồ vô á, cho nên chúng ta nghe nó kêu. Giờ mình sẽ cất những thứ này vào đây. Cái nhà dễ tiện không các bạn? Quá tiện luôn, translocator quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn. Và nó chạy rất nhanh luôn. Giờ mình sẽ vẫn để chậm là 16 thôi. Em gà đang có 180 ngàn. Thật là kinh khủng. Để chúng ta có thể xây dựng được toàn bộ khu vực ngoài đây. Đây là một thế giới màu trắng. Vô là trắng hả? Mù con mắt luôn. Rồi giờ nó sẽ cần phải được chỉnh sửa lại thêm. À, và cái đường ở bên ngoài này hình như là sửa hết chưa ta? Strodan hết rồi đúng không? Tuyệt vời. Vậy là ổn rồi đó. Ổn dời, ổn dời. Giờ mình sẽ bắt đầu công việc là ốp sàn với ốp tường. Thì sàn là chơi cái kiểu này. Tường có cần phải chơi cái kiểu khác hay không? Suy nghĩ. Nếu mà tường chơi cái kiểu khác thì chơi là kiểu gì mới quan trọng đúng không? Tường. Tường chúng ta sử dụng mấy cái tile hả? Disorder, small tile. Cái này chắc mù con mắt luôn á. Thiệt mù con mắt luôn á. Giảm bớt thôi. Big tile. Big tile nó lại bự. Array brick nó là như thế nào? Array brick. Thường thì mình không có chơi cái kiểu này nhiều lắm, tại vì cái kiểu đó nó chướng mắt lắm. White brick, cái này có lý hơn á. Nó thấy bức tường này cũng được hơn nè. Bên dưới nó phẳng thì ở trên nó phải có hoa văn để nó nổi bật cái bức tường lên chứ. Rồi, quất luôn. Vô. Giờ để ốp thử miếng coi. Kỳ vậy. Để leo lên cái coi nào. Đập này ra coi. Lắp vô. Giờ mình chỉ cần có một cái cột là chúng ta có thể kéo ra được hết. Đó. Khác liền. Chứ sao nữa? Ở đây chúng ta phải loại bỏ khu vực này đi là xong à. Giờ đó là cái công việc sắp tới. Giờ để mình xử hết một bên xem coi thử nó như thế nào trước đi ha. Căn bệnh mắc lòi đã lây qua tới con bò rồi bà con ơi. Giờ con bò này đã bị mắc lòi. Con heo bên kia cũng vẫn bị mắc lòi. Có con cụ mắc lòi không? Không. Hên quá. Chúng ta có mắc lòi không? Không luôn. Và chúng ta đang có cái hiệu ứng Night Vision. Đáng lẽ nó phải có thêm cái gì Glow-in thì nó mới có được vậy chứ ta. Chắc là do mình phát sáng cho nên nó có cái hiệu ứng này nè các bạn. Khi chúng ta đội cái nón á, chúng ta tháo cái nón ra. Tối thui luôn. Và đây là Vision Helmet Glow-in Night Vision. Đúng rồi, nó là Glow-in mà. Glow-in nghĩa là nó sẽ phát sáng. Cho nên không phải là Night Vision thông thường. Chúng ta có cái phát sáng, đi tới đâu phát sáng, chỗ đó sẽ sáng tới đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy được. Chỗ này đẹp chưa? Sáng bừng con mắt lên luôn. Bên kia tối thui một màu. Mấy cái cục đá nhìn sao mà nó tầm thường quá. Qua đây đẹp hơn liền. Và các bạn có để ý gì không? Mình có chạy một cái đường chisel cord block ở trong này. Bởi vì khi mình gắn hai cái phần cord này á, nó chạm vào nhau ngay tại vị trí này nè. Nhìn nó kỳ lắm. Nó không có cái gì gọi là chấm dứt cái phần sàn hết trơn á. Mình cảm thấy nên thêm vô cái chisel cord block cho nó đẹp. Thì cái chisel này mình rất là thích. Một trong những cái block mà mình thích nhất ở trong Minecraft luôn á. Và trên tường này thì nó ok rồi. Nếu được thì chúng ta sẽ có chạy một cái viền ở ngay dưới này, với ngay cái ô trên cùng đó. Mà mình nghĩ cái việc đó cũng không cần thiết lắm. Thì để coi, nếu mà cần thì làm, không cần thì thôi. Chúng ta đỡ phải vất vả thôi chứ không có gì hết trơn hết á. Và ở ngoài đây thì mình cũng đã thay thế lại là chisel nha. Bên này vẫn là ornate gì đó của thằng chisel thôi. Chúng ta sẽ đổi lại sau. Và ở trong này vẫn là cái dent của chisel. Và mình đã gắn luôn cả cây cột. Cái cột này giờ chúng ta sẽ cách tường 4 ô, 4 ô. Từ đây chạy vào bển, nó sẽ chạm vào ô chính giữa. Cái cột này lần trước ở bên kia kìa. Đáng lẽ chúng ta phải làm ở bên kia cái sàn á, nhưng mà làm lộ bên đây cho nên xây lại cái cột luôn. Và xây lại rồi thì cũng sẵn sửa luôn cho nó đẹp. Là chỗ này nó sẽ có hai ô ngay giữa, thì mình đặt cái cột ở đây. Riêng cái cột ở giữa này sẽ phải chống rất là dữ dội, cho nên phải có hả bốn cái bệ xung quanh. Ghê chưa? Bên này chỉ có hai bệ thôi, bên đó bốn bệ để cho nó chống cái khu vực này lên. Nói nghe cho nó hay vậy thôi chứ nó có sập đâu mà lo. Chúng ta cũng không lên trển được nữa, dướng rồi. Mình làm cao như vậy á, nó cũng được thôi, nhưng mà có lẽ là mình đang định hạ nó xuống một ô, tại vì nó cao quá.
Nhưng mà hạ xuống ô lại chạy dưới này không được, cho nên thôi đành phải để nó đã trên cao thôi, nó phải như vậy mới được. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một con đường lên đây lên kia này nọ thôi, và mình sẽ cần phải xây dựng giống bên này qua bên bển. À khoan, trước khi chúng ta làm chuyện đó thì ta hãy thử phát chơi coi. Chúng ta sẽ đổi cái đường viền bên dưới này một cái, coi thử coi nó đẹp hơn hay không. Đẹp hơn thì chơi, không đẹp hơn thì thôi, không có gì khó hết trơn hết á. Giờ nó sẽ cần phải có một cái loại gì đó. Ta lấy cái gì đây? Lấy cái chisel nữa thì tầm thường lắm. Phải lấy cái gì đó nó lạ lạ chút xíu. Circular ray brick nó hết rồi. Celtic là gì quên mất rồi. Celtic, à Celtic là cái này hả? Thôi cái này nhức mắt lắm. Nhìn một hồi hả, rối mắt luôn á. Cut Zach slant. Slanted là cái gì? Cái này nhìn cũng xấu lắm. Cái đó để dành cho bức tường thô thì được. Chắc là ta sẽ không có cái gì nữa rồi. Thử một cái nữa coi. Mấy cái này nhiều khi cũng không nhớ hết được. Thôi, vậy là xài bức tường không vậy đi. Nhìn chung thì mình cũng muốn trang trí thêm cho nó đẹp, bởi vì nhìn vậy thì nó hơi kỳ. Nhưng mà hết rồi. Hết cái mẫu để chọn lựa. À, môi giác hả? Môi giác. Cái này chạy chân tường. Nếu ta chạy chân tường thì nó cũng không có nổi bật gì lắm, nhưng mà nó sẽ được một cái đường viền thẳng qua ở trên, nó đường viền thẳng qua bên kia luôn. Chúng ta làm luôn đi, sẵn làm thấy được được thì làm luôn chứ để làm gì. Mình có thể chạy một cái viền ở ngay dưới chân, nói chung là làm đẹp thôi, hết mức có thể. Khi mà nó đẹp mắt rồi thì cái gì cũng được hết đó. Khác liền, khi mà chúng ta nhìn vô đây nó sẽ khác liền nha các bạn. Hồi nãy nhìn nó nguyên một mảng tường rất là bình thường, bây giờ nó sẽ khác chút xíu. Giờ lên trên kia sửa thêm chút xíu nữa là nó sẽ khác thêm chút xíu nữa. Khác chút xíu thôi. Thật ra khác một đống luôn á. Giờ mình sẽ cần đá cội để mình đặt, mình leo lên trển cho dễ á. Chúng ta sẽ không có ven mai được đâu nha. Ven mai nó đi một bức tường xuống luôn đó. Nó làm công việc còn chậm hơn nữa đó, chứ không phải nhanh hơn đâu. À, và mình sắp hết cái Epic Bacon rồi. Chắc là phải vô chổng ăn bánh mì đỡ. Tại vì bánh mì là thứ rẻ nhất hiện tại mình có thể làm ra được để làm đồ ăn. Thì mình cũng có dự định về cái phần thức ăn rồi, cho nên chúng ta sẽ để dành lại cho tập kế tiếp thực hiện đi ha. Còn bây giờ ngày hôm nay là cố gắng trang trí cho nó có cái mẫu xong đi, rồi mình sẽ xử nó trong thời gian giữa hai tập. Lần này chắc chắn là phải xử, không có để được nữa, để lâu quá rồi, xử luôn. Này là ổn, phải môi giác không? À, đúng rồi, môi giác. Làm hồi cũng hết biết nó lại món gì luôn. Giới tới không? Mày qua ấy, cố gắng giới tới để làm chi, khổ chưa, rồi nó tùm lum ghê chưa. À, leo lên, leo luôn. Đập ra cái coi. Nãy chúng ta sử dụng cây Builder One xây dựng cho nên nó cũng dễ lắm, nó không có khó gì. Chúng ta làm lại cái này là thành môi giác thôi. White brick, white brick. Môi giác ở ngay đây. Khi nó đứng một mình, nó sẽ không có kết nối dài đến như vậy. Nhưng mà khi nó đứng riêng chung với nhau, không có đứng riêng nữa thì nó sẽ kết nối qua. Đó là connected texture. Rất là đẹp. Và ta sẽ có một cái hàng ở trên đây. Bật 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 bật. Bật 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 bật. Bức bật bật luôn. Leo lên. Chỗ này giới tới chỗ đó không? Ôi không tới hả? Mình thấy là nó cũng tới đó. Nhưng mà thôi để chắc chúng ta qua đây đứng cho nó an tâm. Đập ra. Và ta đã có được một bức tường. Yay, phía bên trên sẽ trang trí bằng môi giác. Sở dĩ mà trang trí cái loại này á, nó không có nhiều cái hoa văn ở giữa, nó sẽ làm nổi bật lên cái phần đường viền bên dưới là thứ hai, và nó cũng ngăn cách cái bức tường luôn. Bây giờ nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã tiếp tục trang trí cái phần còn lại của căn cứ, và các bạn
hãy hy vọng là trong thời gian giữa hai tập mình có thời gian để mình xử lý hết những cái ô còn lại ở đây luôn đi. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải tăng tốc độ lên rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.